Kính thưa quý vị, qua một khoảng đường thì chúng ta đã tới cái chỗ mà nuôi dưỡng người già nha quý vị. Thì đây cái địa chỉ này cháu quay rõ cho quý vị đây. Thị trấn Cà Rõ. Thì bữa nay thì mình đi hỗ trợ gạo, sữa, xà bông, đường, bột ngọt chứ hạt nêm nha quý vị. Thì hôm nay thì gồm có những nhu yếu phẩm đó, thì em cháu sẽ quay cho quý vị xem đây: gạo, sữa, đường, hạt nêm. Thì chút lát nữa đây em cháu sẽ đi vào bên trong cho quý vị xem mấy cụ trong bên trong quý vị. Thì đây bên trong quý vị, bên trong này mấy cụ ở bên trong này, phòng vài người. Thì hôm nay nhu yếu phẩm gồm có gạo, đường, bột ngọt, hạt nêm, xà bông giặt đồ, xà bông rửa chén. Và đồng thời Út sẽ cho một người 50.000 quý vị. 50.000. Mỗi người 50.000. Mỗi người 50.000 quý vị. Có gì tôi có luôn mà. Thì mấy cái vườn trống thì mấy bà cụ ra sao làm tiếp, hoặc là bệnh hoạn gì đó nha quý vị, đi bệnh hoạn. Không ăn gì luôn, ăn mấy ông cụ ơi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dừng đó. Không để tiền như đó. Năm nay mấy mươi vậy? 70. Dạ. Không có mà con cái gì không? Cho sữa với tiền để với nó ra. Thì ông ở đâu rồi? Ở An Giang. Dạ. Vô đây được lâu chưa? Cũng lâu rồi. Dạ. Giới thiệu Phật nha ông cụ. Phòng là 5 giường. Rồi đi qua phòng kế tiếp nữa gì. Ở trong đó có cái bọc xà bông nha đó. Bông giặt đồ gì. Đây mấy bà đi về hay gì chống. Không có đi về. Đây là có người bệnh ngồi đi nuôi luôn nha quý vị, thì nương tựa nhau ha. Hai giường này có một người bệnh với một người đi nuôi ở bệnh viện nha quý vị, thì nương tựa với nhau. Dạ. Đi nghe mấy cô. Rồi sách sữa rồi. Rồi đây xuống dưới đây. Dưới đây cũng nhiều nữa gì. Dạ. Đây. Dưới đây cũng đông. Sữa đây đồng. Rồi. Cụ mà ăn cơm sáng chưa? Rồi mấy cụ ơi, có cô xứng với chú Tính lại với Thế La để thăm đây thăm các cụ cho quà và tiền. Cụ muốn ăn gì mua ăn. Là cô này là đại diện nuôi ở chỗ người già dưỡng lão Cà Rõ, thị trấn Cà Rõ này nghe quý vị. Bà ngủ thức khuya rồi. Dăng bịch sữa lên Út, để bịch sữa rồi nó thức. Chỗ đây Hương, để cho có Hương nè. Dạ, sữa một cốc có tôi uống nha, với tiền 50 ngàn. Cô có ăn gì mua ăn. Ở đây có là to. Cô ở đâu cô? Ở dưới chùa, ở dưới mô á. Ở dưới chùa.
Cụ ơi, cơ sở với tiền cũng ăn qua nha. Cụ này ở ngoài sống nhà. Đúng rồi. Sống nhà không nuôi sùng, nhà nuôi qua chị. Ok, ráng tiếp nuôi cho bả đi. Sao ráng cho con nghe. Dạ, dạ. Nhớ con. Rồi cái bắt đầu đưa qua cho mà ra đây thêm phòng nữa. Cụ yếu. Cậu có tới sửa không? Hay giường. Sửa đi, cho cậu nghe. Không ăn gì, không ăn. Đây là làm cái nhà vệ sinh ngày hôm nay. Cụ này cái lưu khó. Sửa đây. Uống một còn trong này nó chung trong này là mấy cụ thì chưa tiền. Thì nãy giờ thì chúng ta đi cũng giáp ở đây quý vị hai mấy người, thì có người bệnh thì đi bệnh viện, thì có người đi theo nuôi để mà nương tựa với nhau trong cái lúc khó khăn chỗ dưỡng lão. Thì cuối video Tín Nguyễn kính chúc cho toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên dung, Bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn tu hành cho ngày thành công viên mãn. Về đời thì chúng ta làm ăn phát đạt, hiện sự như kiết tường, thì quý vị có đủ duyên lành thì đến đây để hỗ trợ cho mấy bà cụ. Thì thay mặt Thiếm Tư Minh đại diện cho cái nơi dưỡng lão này, kính cảm ơn toàn thể các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm cũng như anh chị em gần xa trong và ngoài nước đã hỗ trợ nhiệt tình trong thời gian qua. Tín Nguyễn xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây. 26 cụ. Đây thêm tư là đại diện cho người để nuôi đang cái gì. Chăm sóc sạch sẽ rất là quý vị có đủ duyên lành thì đến đây để hỗ trợ nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.